Đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup sau tròn 10 năm chờ đợi. Và ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi rất hân hạnh khi được đón chào một vị khách mời vô cùng đặc biệt, một thành viên của đội tuyển Việt Nam. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, nhà vô địch AFF Cup 2018. Xin chào Hồng Nhung và xin chào toàn thể quý khán giả. Vâng, Dũng này, lúc này thì đã là 2 ngày sau thời khắc lịch sử rồi. Vậy thì cái cảm xúc của Dũng vào thời điểm này như thế nào? Có còn lâng lâng không? Thật sự thì sau 2 ngày thì cảm xúc mình cũng đã xuống rồi. Và nhưng tuy nhiên thì mỗi khi mà mình lướt qua Facebook hoặc là khi mà trên TV có chiếu lại hình ảnh của đội tuyển ấy, thì cảm xúc lúc đấy lại trào về. Và mình gần như là trở về nguyên vẹn các trận đấu khi mà cảm giác khi kết thúc trận đấu rất là vui. Dũng vừa còn nói là cảm giác như được trở về cái trận đấu hôm đó đúng không? Vậy thì Nhung muốn hỏi là trong cái trận chung kết lượt về ấy, thực tế là có thể rất nhiều người đều thấy là Việt Nam của chúng ta đã đá rất là tốt và tốt hơn so với đối thủ Malaysia. Vậy thì đến thời điểm nào trong trận đấu mà Dũng có cảm giác là mình đã chắc chắn cầm trong tay chiến thắng rồi? Thật sự khi mà trận đấu vẫn đang diễn ra và kể cả khi mà phút đã chuyển sang phút vừa thứ 5 rồi ấy, thì thật sự ban luyện cũng như là cầu thủ có thể trong đầu mình đã mường tượng đã trước vô địch. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn chờ đợi là cái cảm giác mà khi trọng tài thổi còi kết thúc để mình được lao vào sân, để mình được ôm lấy tất cả mọi người và ăn mừng chiến thắng. Vậy thì khi mà trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu